Chương 1 Gái già tống hàng hàng rơi vào hố đen thời gian. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khi Tang nhuế gõ cửa, phòng làm việc của tống quản lý vẫn sáng đen. Dung mạo xinh đẹp đang nghiêm túc ngồi ở vị trí làm việc, hai mắt tập trung nhìn màn hình vi tính trước mặt, những dãy số dài dằng dặc lao nhanh như tên bắn, khiến người ta hoa cả mắt, tống quản lý, tên đầy đủ là tống hàng hàng, trong nghề cũng được xem là một nhân vật lớn, mới vào nghề được 4 năm đã thăng chức lên vị trí quản lý cấp cao. Số người có thể ngồi trên cái ghế quản lý này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà Tống Hằng Hàng lại chính là một trong số đó, nên khi tan nhuế vào công ty làm việc, không thể không hoài nghi vị cấp trên này của cô sử dụng mánh khóe khác, không sai, Tống Hằng Hàng không phải đang làm việc, cô không chấp mắt nhìn chầm chầm máy vi tính, là vì tâm hồn cô đang bay vào cõi thần tiên, cô lại mộng ban ngày, lại mơ thấy bàn tay kia, uống một hớp cà phê, tống hàng hàng từ giấc mộng viễn vông. Phục hồi tinh thần lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ. Tàn nhuế, có chuyện gì mà vội vàng vậy? Tay trái xoay xoay chiếc bút máy, trên khuôn mặt tống hàng Hàn là nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Quản lý, tập đoàn Hoài Thiên thông báo bản báo cáo thường niên đưa tới lại có sai sót, cái gì? Không phải đã nói với các cô là phải hết sức cẩn thận sao? Tôi đã nhắc nhở các cô bao nhiêu lần rồi, tập đoàn Hoài Thiên có tiếng là khó đối phó. Tống hàng hàng nâng cầm, lúc này lại là vấn đề gì? Anh ta. Anh ta chưa nói, nhưng cố tổng có nói, sự việc này cô phải tự mình nói chuyện với anh ta. Cố tổng nói như vậy. Vâng, chính miệng anh ấy nói. Tốt, cô đi ra ngoài đi. Tống hàng hàng phất tay. Quản lý, có việc gì nữa? Bây giờ cố tổng đang ở phòng họp tầng 3 chờ cô tống hàng hàng chợt ngẩng đầu sao không nói sớm tàng nhuế chỉ cảm thấy một ánh mắt sắc bén như dao bắn tới cuốn quít cúi đầu nhanh đem một bản báo cáo tới cho tôi đưa tới trong vòng một phút không ba mươi giây nhanh lên vâng tàng nhuế vội vàng ra khỏi phòng làm việc nhân lúc này tống hàng hàng nhanh chóng trang điểm lại gương nhỏ trên tay vừa đóng nắp tàng nhuế đã cầm tài liệu đứng chờ ở cửa tống hàng hàng đứng dậy nhận lấy tài liệu nhanh chóng lướt ngang qua. Lần sau linh hoạt lên cho tôi, không phải quản lý nào cũng dễ nói chuyện. Cho đến khi tống hàng hàng đi xa, tàng nhuế mới ngẩng đầu lên, hung hăng trận mắt nhìn bóng lưng cô. Dễ nói chuyện. Phi, tôi thấy trong toàn bộ công ty người không dễ nói chuyện nhất chính là cô. Chẳng qua chỉ là một nhân viên leo lên chức quản lý khi chưa tới 30 tuổi thôi. Đồng nghiệp Anna đứng một bên vội vàng lên tiếng, tàng nhuế cô tức giận làm gì, trong công ty có ai là không biết tính khí bà cô già này vừa thối lại vừa ương ngạnh chứ tôi thấy cô ta bị mất cân đối nội tiết tố thì có vừa đáng sợ lại nóng nảy có người thích mới là lạ chúng ta cứ tiếp tục ngồi nơi này chịu khổ đi ha ha lý thao nếu không thì anh xả thân đi một khi khiến bà cô già này vui vẻ chúng ta sẽ được giải phóng đi 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 ít nói mấy lời này với tôi đi được không mấy lời này Tống Hàng Hàng đã đi xa không thể nghe thấy. Lúc này cô đang đi nhanh tới cửa thang máy, vừa lật từng trang báo cáo trên tay. Tin, cửa thang máy mở ra, trong thang máy không có một bóng người, Tống Hàng Hàng cúi đầu đi thẳng vào, mắt vẫn không rời bản báo cáo trên tay. 7, 6, 5 Thang máy một tầng lại một tầng đi xuống, chật, rắc rắc, một tiếng, lập tức đung đưa kịch liệt, Tống Hàng Hàng giật mình. Cô chưa kịp tỉnh táo lại thì đèn trong thang máy đã tắt ngúng, thang máy bắt đầu rơi tự do, màn đêm ập tới, trong đầu tống hàng hàng chỉ kịp nghĩ đến hình ảnh kia. Một bàn tay sạch sẽ, thon dài mà ấm áp. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.